Xin chào mọi người. Thì hôm nay Pha lại tiếp tục đi bè thôi. Và hôm nay Pha đi là có 4 chuyến hũ, đi vừa câu cám và vừa test cái cường mới luôn, cây mê công cán gỗ. Rồi, giọt đầu dứt nha. Nữa em câu có dính con nào đâu. Đây, nay đi câu với ông Tâm Lú mọi người. Đó, Tâm Lú tận cám nè. Đó, này quấn như cường mới luôn nha. Mê công đây, cây mê công cán gỗ nha mọi người. Đó, này mình sẽ đánh cây H230, cây size mềm nhất, cây cảm giác á. Đó. Rồi, mọi gì kìa. Cám bằng Pha thôi. Đó. Chiến hữu nè. Đó, nay anh em mình đi 4 người nha. Hết bả tao. Chú còn cứu cho nổi. Đây cá ăn mọi người. Cá đang ăn cường Pha nè. Còn không? Còn không? Rút cái ai? Rút cắm đọt cái ơi. Bỏ luôn cái gì rồi. Dính cái mè không ơi. Có không? Rồi thấy luôn. Thấy không? Đây, cái ăn cái cường vàng vàng của Pha là mọi người. Cái còn đây. Okay, đi nhịp lại im luôn rồi. Còn rồi. Còn không? Thôi còn. Đó. Đó nè, cá ăn. Cá mè đó, nội thôi chết luôn. Cá ta thôi không? Trời ơi. Cá con luôn. Trời sảy luôn. Trời hết bài luôn. Phải con cá bự không? Đây, cá cái cường này của ông Pha nè. Còn đây hai như bỏ rồi. Còn đó. Đó, rồi dính rồi đó. Sao dây không? Biết không vào xong vào. Dính không? Chạy đâu có chạy lên luôn trên nhà hiệu. Ôi trời ơi. Trời ơi. Tao câu dính cá bự bự nữa nè. Cá một bự con nội ơi. Thôi thả bè lên đi. Thả bè hay sao? Thả bè đi. Đi test cần mà dính cá cỡ này không test. Chừng nào mới hư cần. Chừng nào mới. Thảy cái mỏ đó tôi nữa kìa. Ngát con nội ơi. Ghê. Rồi bóp dùm cục bộ đi. Đây. Can mọi người, can nữa mọi người. Đó. Coi bự không nha. Trời ơi, lộn nó búng luôn, kìa không nổi. Kìa. Chảy rồi. Đâu, cá ăn còn không? Còn. Chết mẹ dướng cây bên đây luôn rồi kìa. Kéo cây này trước rồi, kéo cây này trước rồi, cá ăn cây kia rồi. Có dính luôn không? Không, dính cây rồi. Đó. Kéo giống luôn không? Thôi, để cho ông Thấm bắt luôn rồi chú ơi. Để cho ông Thấm. Đưa mấy rồi. Bỏ đi. Còn không? Còn không? Đó, cá này ăn lâu kỳ rồi. Ghê. Win. Gì vui anh kiệm nội. Cái này của em mà. Để bà không, đúng rồi. Tại cái này của em cấm mà, cái gì của anh. Cái này anh cấm. Cùng quá, cái này em cấm. Lỡ cái này anh cấm. Ê, chạy, cá chạy ra nè, tội ghê hả. Để bà không. Trời ơi, cá dính vậy. Lo cắm ngồi đi giống mày lo, mày ăn mày nhậu. Cùng quá, cái này em cấm anh ơi. Ba đâu có sẵn đó luôn hả, ghê vậy. Ê.
Dạ luôn rồi, hết luôn. Ừ. Này, chú né ở đây, trả lên ơi. Ông né ở đây trời ơi. Tôi cắm cần ăn nhậu đã vô dính cá luôn. Né né ra. Mà ông già ghê, cá lên bờ hết chạy rồi ông nội ơi. Đủ. Ăn nhậu sỉnh quắt một câu ra dính cá. Vô trời. Ơi, cái lưỡi nó dốc vô tay không bây giờ nè. Ôi, già quá, cá hết giải rồi. Rồi gỡ lưỡi. Cá hết giải rồi. Rồi bỏ vô, giải. Bỏ lại nè. Đây nè. Bỏ vô. Ông già sao nhảy con cá rồi rồi ơi, chạy luôn. Lấy con câu cho con câu cho gì về cho ông chứ có đâu bắt gì đâu. Không có cái cần này của em. Anh dám anh câu cái cần này nè. Mà anh cấm cái cần. Bậy không cái cần em cấm. Cái cần anh cấm, anh nãy anh cấm nghe ba đó. Bậy bậy không cấm, ơi. Cấm này ở đây rồi, mình mới ấy á. Mình mới lỗi á. Nó. Chậu đầu thấy chỉnh mặt ngoài đó cái. Chỉnh quá mọi người ơi, chỉnh. Chỉnh gặp dính cá luôn ghê thiệt. Cá ăn anh em. Chạy qua bển luôn kìa. Chạy dây qua bển luôn. Ê, xem té. Đó. Từ. Chưa. Rồi, chết luôn hả? Bự không? Có lấy rồi, có ký rồi. Ai chưa giờ. Dứng cây rồi ơi. Sao biết? Sao biết? Đó. ghê ơi. Có ký nha. Ăn lật ngoài kia bài câu lật trong. Đó nè. Lưỡi nhỏ nha. Ê, có góc vào má luôn anh em ơi. Trời ơi. Ê, cái giật, cái lưỡi dính con miếng à. Hết lên luôn. Vậy hết rớt rồi. Hết rớt rồi cứ. Gì? Không có thể được. Trời, dính con miếng con miếng nha. Anh móc mang đi. Thôi ông nội, ông dám móc mang đi ông ơi, dướng dây gì đó bây giờ. Anh móc mang đi em cầm cho. Thấy ổng cái đùng mà. Rồi. Móc mang đường dịnh dây học vô, móc mang móc được thì bỏ. Để có móc cái lưỡi vậy ta. Móc mang nội. Nội cho móc mang thôi. Cùng ông móc mang đó được rồi. Ê. Rồi ông tàu lao. Còn cá dưới á. Còn cá dưới nè. Thấy luôn. Giật sao được, đứt giật là đứt hết. Đứt tiêu rồi. Nhấp đi, còn cá ra đây kìa rồi. Thì còn cá nè. Nó phải có cái giật mới được. Giật, ông nằm xuống đi. Ông ngộ đúng chứ nằm dìm nho không à. Ủa, nhị với mày. Ông nằm xuống, đụng chạy bây giờ, nằm xuống. Thôi, nó dìm nho mà. Ủa, nhị mộ kia đó, nó quất con tay cái ứng hận luôn á, ông nội. Bậy không? Bậy con khỉ. Cá cóc ăn nước lớn. Cốc. Chị kia bên luôn nè. Giờ sao mà bắt. Móc mang nó. Móc cái đầu mày á ba. Không thấy rồi. Còn cá nè. Còn cầu. Rồi chuyển cá luôn vậy. Còn cá. Thì móc mang đi. Đụng được con cá đâu. Chìm nhỏ kia bên luôn nè. Được không? Thôi đừng lội chứ em ơi. Nắm lưới kéo lên. Cá lưới lên nào. Cái gì? Trời ơi đây bao luôn. Cái bao để trên đó. Kéo cái nó lên, cá lên thì nguyên cá kìa. Chụp nó. Móc cái mạng đó không? Chụp nhốt cái quần đó, cá lật cho chụp móc cái mạng đó. Tao dám không dám đâu. Ông hỏng được cái mạng đó là cái là xong rồi. Vâng vâng thầy. Xuống là chụp nho không à. Nè nè. Ơi. Đó, vậy xong rồi. Rồi được rồi chú Thắm ơi. Đấy. Ờ nó vậy vậy. Ờ bỏ vô bao thử gỡ lắm. Uống nó à, trời ơi. Đây giọng vô bao. 2 kg. Đi ra. Đi ra sớm được rồi không sao đâu. Chú đi đây. Chú né đi được rồi. Ngắt
cá là chết ngắt luôn. Cha mày kéo 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 cái lưng gỡ giùm nhau luôn coi. Chưa. Cái một cái đùng để xuống ăn liền luôn. Cái nhớ chưa? Được không? Gỡ gỡ bỏ chùm nho luôn. Trời ơi, chùm nho nhóc, chùm nho ông Tâm bán nhóc. Cường Tâm bán luôn. Cường dính cá cóc bự chà lá luôn. Đưa ơi. Dây ông Tâm có bán luôn nha mọi người. Cám có bán luôn. Cám có bán luôn, cái giống gì pha bán ông Tâm có bán à. Rồi tầm cái đầu lại ghị cho bứt lưỡi. Rồi xong. Trời ơi. Ra con rồi. Trời ơi. Cá ăn nữa, cá ăn nữa. Từ từ nha, từ từ đợi nha. Cá ăn nữa mọi người. Cá ăn cần khoa nữa mà ông Tâm lên giành tài nè. Đâu? Đâu đâu đâu. Đâu 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 không thấy. Đâu đâu. 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 Đó đó. Đó đó ghê ghê. Đây cóc nữa ra đây. Chạy lên luôn nữa. Rồi rồi cóc nữa, sao biến, sao biến. Bự, cá bự nó lên vậy đó ông ơi. Đầu lao quá. Đó thấy chưa, chưa. Còn phải 4 kg. Con khỉ. Cóc nữa. Đó cóc nữa kìa, bày vô bày vô bày. Cốc nhỏ. Tét mép tét mép. Khỏi khỏi bao, khỏi khỏi. Rồi 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 rồi. Lên lên đây lên đây. Bao biết gì. Có chùm nho sẵn rồi, móc chùm nho sẵn kìa. Né nho ra nha. Ồ, ghê 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 ghê. Bây giờ đạp đi. Đạp con khỉ. Sợ chùm nho giả nó móc vô giò nè. Xong kia tới nay tôi móc con cá nè. Rồi hồi nãy ông kêu móc mang thôi ông ơi. Trời. Ăn ăn cây tôi ăn cây ông ăn ơi. Đó đó. Cấp rồi con này cấp con nha. Cà ký rồi, cấp con cà ký à. Đó. Ghê. Nè móc mồi tiếp nè. Rồi chùm nho kia đâu đưa cầm về luôn. Okay, okay, rồi. Rồi cắm đi. Biết chỗ cắm không? Bày dùng sát vô. Sát vô. Ừ, rồi bỏ xuống. Rồi. Chết cá rồi. Rồi tôm kìa. Tôm kẹp gì vậy? Tôm ăn hên. Tôm đâm câu hay. Rồi có khoai câu hay. Tôm ăn hên không? Ghê. Ghê. Hồi nó có bự ghê. Không có rồi 2 kg mấy á. Rồi. 2 kg mấy 3 kg à. Xin, xin cái góc cần nói góc cần cho luôn. Đâu. Sao? Công chuyện ghê không? Thôi ba câu hỏi ghê. Má này hôm nay công nhận ba câu dữ. Hôm nay công nhận ba câu dữ kìa. Nè cần ba không? Ghê ghê ba câu hỏi ghê. Ê nhảy. Mèo quá. Còn cái gì á? Chú cầm cái cần chú đấm được cái dây. Cái gì nhét nó buông luôn à. Hả? Không câu không ngồi đó ông ơi, mà cần mà cá ăn không hay luôn. Nãy nãy em đi quẩn xong qua đây còn này ăn không hay mà. Không ngồi không nhìn cửa ống không à. Không nhìn cửa ống. Không nhìn cửa ống hổng mệt chứ không nhắm mắt ngủ luôn. Dính đâu. Rồi hết mồi đó quay lên hang ngồi luôn ơi. Nè ăn phá cho con có góc nè. Cá ngồi nhậu rồi ra có con cóc thôi với đầu nữa giờ. Còn 2 kg mấy à. 2 kg mấy á. 2 kg mấy có. Nhậu không ra đường hoa tặng cho con cóc đem về nữa. Rồi bỏ bao kìa. Hết bao anh coi. Rồi bỏ cái bóng này rồi làm hình nền nữa đây. Đây nè, đây nè. Cầm lên không phải làm hình nền luôn. Bắt ra cũng bóp mà hột tay vô miệng đó. Cầm đuôi, hột tay miệng cầm đuôi làm hình nền luôn. Cái này cá mũ mà. Sao ta giải rớt xuống rồi. Cái tay vô miệng rớt xuống một cái đùng rồi nha. Họ kêu tay vô miệng đó là. Rồi tay còn cái đuôi. Đổi thằng mới đi chứ mấy hàng cũ quá.
nè, cái hang cũ quá cũ. Ôi, ông này bự gầm cái nhìn không bự không ơi. Gầm bự lưỡng bệnh mắt. Ủa, đâu bệnh đâu. Nó cầm cái nhìn không bự. Rồi được rồi. Nhưng mà cầm cái nhìn không bự. Thấy cái gì sao? Chịu nói anh. Mới ra nhậu ra Khoa lụm con cái cốc có đặng cái đem về. Mơ cũng không có thấy nên ơi. Rồi cảm ơn Khoa nhiều nha. Giải gì còn nguyên, không có mất một cái giải nữa. Để mà mình bỏ giải nha. Bỏ giải vậy à. Bỏ giải hư luôn á. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của Khoa. À, nếu mọi người có thích sản phẩm của Khoa thì hãy ghé quỳnhkhoafishing.com để mua nha mọi người.